Số liệu cũng có thể được thống kê mô tả bằng những cái dạng đồ thị khác nhau và tùy theo cái số lượng cái biến hoặc là cái loại biến mà chúng ta có thể sử dụng các cái bảng đồ thị khác nhau để phục vụ cái việc là mô tả cái số liệu. Ta lấy ví dụ nếu chúng ta chỉ có mô tả một cái số liệu thì chúng ta có thể sử dụng đồ thị một chiều. Đồ thị một chiều đơn giản đó chính là chúng ta vẽ nhật đồ vậy, hoặc là chúng ta đồ thị tần số, hoặc là chúng ta có thể mô tả bằng một cái bóc plot để có thể mô tả được cái trung bình, hoặc là chúng ta sử dụng các cái dot, các cái điểm để có thể nhắc các kiểu tần số, các cái kiểu xuất hiện của cái dãy đồ thị đối với dãy số liệu. Hoặc là nếu chúng ta có nhiều cái biến thì chúng ta có thể sử dụng cái biểu đồ Cluster Plot để có thể mô tả được hai cái biến định lượng, hoặc là nhiều biến định lượng hơn thì chúng ta sử dụng một cái biểu đồ mô tả bằng cái matrix, tức là ta sử dụng bằng cái ma trận. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có nhiều cái biến hơn nữa thì chúng ta có thể gộp lại bằng những cái đồ thị 3 chiều hoặc 4 chiều gì đó. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái hàng đồ thị một chiều, và đơn giản nhất chính là cái việc là chúng ta vẽ nhật đồ. Ở nhật đồ có nghĩa là chúng ta kiểm tra cái tần số xuất hiện của cái điểm số đó ở cái mức bao nhiêu, và nó sẽ biểu diễn một cái đồ thị điểm chuẩn. Một cái đồ thị điểm chuẩn này rất là thường thấy, các cái phân phối chuẩn này rất là thường thấy. Ta lấy ví dụ như điểm đầu vào là nó sẽ là một cái biến định lượng. Vậy thì để có thể mô tả được cái biến điểm đầu vào này thì chúng ta có thể ta chọn cái biểu đồ graph, ta chọn cái histogram, đấy chính là biểu đồ nhật đồ. Biểu đồ nhật đồ này nó mô tả cái hình dạng, cái sự trải rộng của cái số liệu mà chúng ta có được trong một cái biến định lượng. Thì biểu đồ histogram này có thể là dạng đơn giản hoặc là dạng có nhóm. Đơn giản hoặc là dạng có nhóm thì kiểm tra xem có sự trùng lắp giữa các nhóm hay không. Ta lấy ví dụ đầu tiên là dạng đơn giản, hoặc là dạng đơn giản có cái đường cong chuẩn. Thì dạng đơn giản có một cách bình thường là chúng ta sẽ chọn vào như vậy thì điểm đầu vào là bao nhiêu, thì chúng ta ok thì chúng ta sẽ đơn giản là điểm đầu vào có bao nhiêu người được có bao nhiêu người được 21 điểm, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là có bao nhiêu người được 21 điểm thì có tổng cộng có 28 người được 21 điểm, có 23 người được 22 điểm, và đây là những cái điểm lẻ. Như vậy thì 21, 21 rưỡi, 22, 22 rưỡi, 23, 23 rưỡi, 24, không có ai 24 rưỡi nhưng mà có 5 người là 25 điểm. Như vậy thì chúng ta sẽ có biểu đồ về nhật đồ này, nó sẽ mô tả cái tần số xuất hiện của cái số liệu nhất định. Như vậy thì biểu đồ này là cái biểu đồ đơn giản. Nếu chúng ta chọn thêm cái biểu đồ, thêm cái đường cong chuẩn, thì chúng ta có thể thấy rằng là điểm đầu vào và có đường cong chuẩn thì nó sẽ vẽ thêm cho chúng ta thêm cái đường cong chuẩn. Thì đường cong chuẩn này nó có thêm cái số liệu về trung bình độ lệch, cái số lượng, thì vẽ thêm. Nếu mà chúng ta biểu đồ biểu diễn nhật đồ mà chúng ta có phân theo các cái mức, hoặc là phân theo khóa, hoặc là phân theo giới tính, thì chúng ta có thể chọn thêm cái nhật đồ, mà nhật đồ này chúng ta sẽ có thêm các cái nhóm, chẳng hạn như muốn thêm phân theo phân biệt có nam có nữ thì chúng ta có thể điểm đầu vào mà chúng ta có thể phân theo là giới tính, thì lúc này nó sẽ hiện ra thêm hai cái cột, hai cái dãy số liệu định danh, đó chính là giới tính và khóa. Như vậy thì chúng ta chọn giới tính. Như vậy thì lúc này ok thì nó sẽ vẽ cái nhật đồ ra cho chúng ta, thì có nam và có nữ, nam và nữ, trong đó nữ thì màu hồng, nam thì màu xanh. Như vậy thì chúng ta sẽ có thêm cái sự phân biệt giữa nam và nữ trong trường hợp này. Thì đó chính là cái dạng thứ nhất, dạng vẽ bằng cái nhật đồ. Chúng ta vẫn có thể vẽ bằng những cái kiểu đồ thị khác, chẳng hạn như chúng ta vẽ vẽ kiểu đồ thị theo kiểu là dot plot chẳng hạn. Vậy thì ta nếu có phân theo nhóm nam nữ, hoặc là chúng ta phân đơn giản, thì thay vì nó vẽ bằng cái biểu đồ ba thì lúc này nó sẽ vẽ bằng những cái điểm, vẽ bằng cái điểm, chẳng hạn như
in đầu vào chúng ta không phân biệt gì hết, thì lúc này nó sẽ dễ cho chúng ta thành những cái điểm. Thì thay vì mỗi điểm này là một người, như vậy thì ở đây chính là 21 điểm. Thì mỗi một điểm này mà một người, tổng cộng chúng ta có bao nhiêu điểm thì có bao nhiêu người được 21 điểm. Vậy thì biểu đồ này thì nhìn nó sẽ tương đối, nó sẽ khó khăn hơn, nhưng mà chúng ta lại biết được cái số lượng của nó. Đó chính là cái dạng biểu đồ đầu tiên mô tả cho một dãy số liệu định lượng.